Thưa quý vị và các bạn, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng và người dân, huyện Tánh Linh quyết tâm đẩy lùi nạn khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khu vực sông La Ngà và hồ Biển Lạc thuộc xã Gia An. Huyện Tánh Linh cấp 17 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, gồm 3 giấy phép khai thác cát xây dựng, 8 giấy phép khai thác đất sét gạch ngói, còn lại là giấy phép khai thác đất sỏi bồi nền làm vật liệu san lấp, nạo vét và tận dụng khoáng sản cát tại lòng hồ Tà Bao, và 3 trường hợp trúng đấu giá mỏ khai thác vật liệu san lấp tại xã Đức Thuận đang hoàn thiện hồ sơ. Nhưng còn khá nhiều cơ sở cá nhân thường xuyên hoạt động thực hiện công tác khai thác khoáng sản trái phép, khiến công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ở đây hết sức khó khăn. Địa bàn rộng, nguồn tài nguyên khoáng sản nằm xen kẽ trong địa bàn dân cư, trên sông và cả lòng hồ, nên để đảm bảo quản lý chặt tài nguyên, huyện Tánh Linh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản ở các doanh nghiệp, đơn vị có giấy phép. Bên cạnh phân công một lãnh đạo huyện trực tiếp chỉ đạo, thì các đơn vị như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, các cơ quan liên quan của huyện phối hợp cùng với các địa phương ở các điểm nóng, tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Cử lực lượng nắm bắt dư luận xã hội về tình hình khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép, phát động phong trào toàn dân giám sát, phát hiện, tố giác vi phạm về tài nguyên môi trường, khoáng sản trên địa bàn. Duy trì hoạt động của tổ tuần tra liên ngành trực 24/24 trong các dịp cao điểm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chuyên môn, đoàn kiểm tra khoáng sản huyện, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tiến hành tổ chức 30 lượt kiểm tra trên địa bàn huyện, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, tàn trữ, mua bán khoáng sản trái phép với số tiền phạt 422 triệu 200 nghìn đồng. Đồng thời tịch thu, tạm giữ nhiều tang vật phương tiện vi phạm như máy khoan, máy bơm hút cát, ghe tàu, khoáng sản thuộc các đối tượng khắc phục hậu quả theo quy định. Riêng, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn đã kiểm tra xử lý 48 vụ vận chuyển khai thác khoáng sản trái phép. Công an huyện kiểm tra mật phục, bắt xử lý 10 vụ với 7 đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, với xử phạt 44 vụ trên 44 đối tượng có hành vi vận chuyển tàn trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Điển hình như vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 24 tháng 7 2023, Công an huyện Tánh Linh tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực lòng hồ Biển Lạc thuộc thôn 1 xã Gia An, huyện Tánh Linh, thì phát hiện một tàu sắt di chuyển trên mặt hồ Biển Lạc để thực hiện hoạt động khai thác bơm hút cát từ lòng hồ Biển Lạc lên khoang tàu. Công an huyện tiếp cận tàu, phát hiện có 2 đối tượng đang hoạt động khai thác cát trái phép. Tàu sắt không có ký hiệu, không có giấy phép khai thác cát. Trên khoang tàu có chứa khoảng 4 mét khối cát. Qua xác minh, người tổ chức khai thác thường trú ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh cũng là chủ tàu và một người làm thuê ở huyện Tánh Linh. Trước đó, Công an huyện Tánh Linh cũng bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên lòng hồ Biển Lạc và các đối tượng đều ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh qua. Xã Gia An, huyện Tánh Linh là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào và cũng là điểm nóng của tình hình khai thác khoáng sản trái phép, nhất là ở hai khu vực sông La Ngà và lòng hồ Biển Lạc. Là địa bàn giáp ranh với khu vực lực lượng tuần tra kiểm soát mỏng, nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh các kế hoạch phân công lịch kiểm tra xử lý hoạt động khai thác, mua bán, tàn trữ và vận chuyển khoáng sản trái phép từ đầu năm, thì địa phương cũng đã xây dựng quy chế hoạt động của tổ khoáng sản và cho các cán bộ công chức liên quan trong tổ khoáng sản cam kết về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Nên tình hình hoạt động khoáng sản, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Thì trên cơ sở hiện nay á, là cái Gia An là cái nóng từ năm 2021 đến nay. Qua quá trình đó thì cái nóng là về cái vấn đề khoáng sản. Thì trước đây là có nhiều giấy phép được hoạt động trên địa bàn, tức là sông La Ngà và đặc biệt nhất là Biển Lạc. Qua đó thì đến nay là cơ bản là năm 2022 thì hết giấy phép. Thì hiện nay là còn lại để lại những cái tàu ghe trên hồ Biển Lạc, tức là những doanh nghiệp người ta còn để lại cái tài sản nhưng mà chưa được di dời đi, thì hiện nay là một số người ta chờ để chuyển để bán lên nơi khác. Cho nên qua quá trình đó thì lạm dụng một số cái chủ tàu cũng có lén lút khai thác. Thì trên cơ sở đó địa phương cũng có được chỉ đạo của huyện nữa, cũng tăng cường giúp, cũng xử lý nhiều cái trường hợp. Qua rà soát lại thì toàn bộ vùng hồ Biển Lạc là từ năm 1983, từ năm chưa huyện,
thì người dân đã có truyền thống là sử dụng cái đất này để làm đất sét. Giai đoạn từ 83 đến khoảng 94-95 thì người dân tự khai thác để sản xuất chứ không có cấp phép, tại vì lúc đó là quy định chưa có luật khoáng sản, chưa có quy định. Và sau này thì Ủy ban tỉnh đã cấp giấy phép tại khu vực này để tận dụng đất sét này cho việc sản xuất gạch ngói. Sản xuất gạch ngói ở trước đây thì có làng nghề gạch ngói Gia An và có hợp tác xã sản xuất gạch ngói khai thác gạch ngói Gia An và hợp tác xã sản xuất và khai thác đất sét của xã Phú Hòa. Thì toàn bộ vùng này là được cấp giấy phép quy hoạch và cấp phép khoảng hơn 200 ha. Giai đoạn từ 95 đến khoảng 2005-2007 và hiện nay cũng còn giấy phép đang còn hiệu lực trên này. Quá trình cải tạo đó thì sau đó, sau khi khai thác sét thì ở dưới đó có tầng lớp cát và tỉnh cũng thống nhất cho phép tận dụng một số doanh nghiệp khoảng 5 giấy phép. Người ta tận dụng để người ta tận dụng cát để phục vụ cái xây dựng trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 27 trường hợp vi phạm khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn xã, xử phạt 46 triệu 600 ngàn đồng, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận chuyển 18 trường hợp, phạt 14 triệu 400 ngàn đồng. Công tác kiểm tra việc di dời ghe tàu hút cát ra khỏi khu vực lòng hồ Biển Lạc được triển khai và yêu cầu 23 chủ ghe tàu còn lại tiếp tục đưa ra khỏi khu vực hồ Biển Lạc, sông La Ngà như đã cam kết. Có thể thấy, xã Gia An đã chủ động tích cực trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép, đã đem lại lòng tin và sự phấn khởi trong nhân dân. Nhờ đó mà công tác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản được thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản lén lút vẫn còn diễn ra, nhất là tại các khu vực giáp ranh với xã Vũ Hòa, xã Tân Hà, xã Võ Xu, huyện Đức Linh, khu vực suối Kè, đường Quốc Phòng và lòng hồ Biển Lạc. Nguyên nhân chủ yếu là Gia An có địa bàn khoáng sản rộng, giáp ranh với nhiều xã. Vị trí khai thác cách xa khu trung tâm xã, nhưng đường xá đi lại khó khăn. Đối tượng khai thác tổ chức lén lút vào ban đêm nên khó khăn trong công tác kiểm tra xử lý. Việc tạm giữ, tịch thu tang vật là khoáng sản và phương tiện còn gặp nhiều khó khăn do một số phương tiện khai thác trái phép lớn cồng kềnh, giá trị cao như ghe, tàu, xe đào bánh xích. Bên cạnh đó, địa phương không đủ khả năng về kinh phí và phương tiện phục vụ trục vớt, chuyên chở về tạm giữ khi có vi phạm. Hiện đang là mùa mưa nên nước lớn, các đối tượng có ghe tàu chưa di dời đã lén lút ban đêm và ngày nghỉ cuối tuần để khai thác cát trái phép. Trước tình hình đó, xã Gia An tiếp tục xây dựng kế hoạch và phân công tổ khoáng sản kiểm tra xử lý. Chủ động tổ chức kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản sai nội dung giấy phép tại các điểm mỏ được cấp giấy phép. Đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm việc khai thác, mua bán, vận chuyển, tàn trữ và tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Hiện nay thì cái việc môi trường đó, khai thác khoáng sản thì cũng đây là cũng là ảnh hưởng cho môi trường. Thứ nhất là nếu hồ Biển Lạc thì ảnh hưởng cho môi trường sinh thái cá nước ngọt. Thì hiện nay thì vùng nước ngọt thì cũng đang địa phương cũng có đưa quy hoạch là để nuôi trồng thủy sản trên là 400 ha rò mùi nào nó và để đánh bắt, và một số cái bà con cũng nuôi trồng nhờ lồng bè trên đó, thì mình cũng có cái tổ nghề cá thì tiếp tục đó là cho xây dựng cái hợp tác xã trên cơ sở đó đảm bảo cái nguồn nước để mà nuôi trồng thủy sản trong thời gian dài và lâu dài để đảm bảo cái sinh thái. Hiện nay cái vấn đề là giảm khai thác lậu trên hồ Biển Lạc được bà con thu một này rất là yên tâm. Không có ghe tàu nào chạy trên đó mà âm ỉ hoặc là khai thác khoáng sản trái phép đây là ảnh hưởng đến ruộng đất của bà con nhân dân để làm ruộng, sạt lở trôi sâu, sạt lở cho bà con nhiều và nhân dân của thu một ăn rất là phấn khởi. Việc di dời các tàu ra khỏi Biển Lạc là nhiệm vụ quá khó khăn đối với địa phương xã Gia An để hạn chế tình trạng khai thác cát lậu. Vì vậy, các ngành chức năng huyện Tánh Linh tiếp tục phối hợp với địa phương kiểm tra xử lý dứt điểm việc di dời các ghe, tàu sử dụng để khai thác cát hiện còn neo đậu trong khu vực hồ Biển Lạc, sông La Ngà thuộc xã Gia An theo quy định. Bên cạnh các ghe tàu khai thác cát lậu làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái trên hồ Biển Lạc, thì hiện nay người dân cũng rất mong muốn chính quyền các cấp có phương pháp xử lý lục bình làm cản trở dòng chảy và ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản. Lục bình đó mọc lên và nó phát triển rất là nhiều, đại hồ Biển Lạc cho đi cái xuồng đi bánh cá rất là khó khăn,
khi mà đi ra đi vào, thứ nhất là đánh bắt cá, thứ hai là qua bên kia dốc xỏ để cạo mũ cao su và làm ruộng, mới đó là đi rất là khó khăn. Vậy yêu cầu chính quyền địa phương và các cấp hỗ trợ cho dân gia An thôn một là đi dọn cái lạc bình, có cái phương thức nào để cho lạc bình ấy chết sạch đi, để cho bà con trống cái nguồn cá nó phát triển mạnh. Hiện nay là bèo nó tự phát sinh trong 2 năm về đây rất dài. Trên cơ sở đó thì hiện nay á thì cái nuôi trồng thủy sản nó cũng ảnh hưởng cho bà con. Thứ hai nữa là vấn đề nó cản trở cái vấn đề sinh hoạt, cái chỗ mà sản xuất bà con mà đi lại đánh bắt cá cũng như đi lại sản xuất bên kia biển lạc cũng khó khăn. Trên cơ sở đó thì hiện nay á, địa phương tôi cũng băn khoăn và có kiến nghị đề xuất huyện. Hiện nay huyện cũng đang tập trung chỉ đạo thì với vấn đề để coi thử để khai thác cái lòng cái mặt nước lòng hồ cho nó hiệu quả sau này. Bên cạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức cá nhân chấp hành đúng quy định pháp luật, không được khai thác khoáng sản, mua bán, tàng trữ khoáng sản trái phép, thì lực lượng công an tại địa phương được xem là lực lượng nòng cốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn. Lưu ý tập trung tại các khu vực thường hay xảy ra vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo, địa phương nào để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép mà không phát hiện xử lý kịp thời, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện theo nội dung các xã, thị trấn đã ký cam kết.